thì mình mới mua cho mình một nồi lẩu kẹo dẻo ngon quá luôn. Này, một ngăn nha, hai ngăn nha, có cả ngăn thứ ba nữa nhưng mình ăn hết rồi. Ai mua gấu bông nè? Gấu bông những người bạn cơ bông nào? Hello. Ai mua gấu bông đi? Tớ đang có chương trình mua một tặng một đấy. À, thế con này mua, con này tặng. Ok. À, vậy thì tớ lấy con tặng này thôi. Chào con mua cho cậu nhá. Bye bye. À, mang gấu bông à? Ở đây bụng này bông không có tiền mua đồ ăn. Cái bạn nào khích vậy thật là xấu tính. Bạn ơi, bạn đang đói bụng đúng không? Ừ, tớ đói lắm. Tớ cho bạn nồi lẩu kẹo dẻo đây này. Wow. Này, quả ăn đi. Ngon ha. Ăn của cà rốt này. Tớ no bụng rồi, tớ cảm ơn cậu nha. Tớ tặng cậu một con gấu bông này. Wow.